Để chứng minh một tứ giác nổi tiếp nha. Cách thứ nhất đó là chúng ta chứng minh tổng hai góc của tứ giác, nhưng mà ở đây là hai góc gì này? Đó. Cách thứ nhất thì mình nói đơn giản là chọn hai góc đối nhau. Hai góc đối nhau nhé. Sao cho tổng mình phải chỉ ra được tổng của hai góc này bao nhiêu độ? 180 độ. Rồi bây giờ trong cái hình vẽ này này, đó là tứ giác ABCD, muốn chỉ ra nó nội tiếp đúng không? Muốn sử dụng được cách đầu tiên này là tức là chúng ta chỉ ra góc A cộng góc C bao nhiêu độ? 180 độ. Nhưng thường người ta cho trường hợp đặc biệt ở câu dễ nha. Trường hợp đặc biệt đấy. Ở câu dễ thì người ta cho góc A bao nhiêu? 90 độ. Và là người ta cho góc C bao nhiêu? 90 độ. Thì các em cộng lại nó sẽ bằng ngay 180. Đúng không? Và chúng ta lý luận là ra kết quả. Cách thứ nhất nha, là chọn hai đỉnh đối nhau. Bây giờ sang cách thứ hai này, chúng ta chọn hai đỉnh kề nhau. Ví dụ trong hình vẽ này này, thầy chọn đỉnh A và đỉnh D, B kề nhau đúng không? Cùng nhìn cạnh DC dưới hai góc bằng nhau. Tức là em thấy này, nếu góc DAC bằng góc DBC thì tứ giác này sẽ độ gì? Nổi tiếp. Đó. Vậy nhưng mà để hai góc này bằng nhau, trong trường hợp đặc biệt, người ta thường cho hai góc này là hai góc gì? Hai góc vuông. Hai góc này đều 90 độ là sẽ bằng nhau ngay. Đó, vậy thì chủ yếu ngày hôm nay mình chỉ tập trung vào cái thằng này trước. 90 độ nhé, hai cách. Cái thứ ba nhé, đó là tứ giác có góc ngoài và góc đối trong. Đây là chính là tính chất đó. Nếu cái tứ giác này ABCD có góc XAB bằng góc gì đây? C. Thì tứ giác này cũng nội tiếp luôn. Gọi là cách thứ ba. Bây giờ mình vận dụng bài toán nhé. Rồi bài toán như sau này. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Đường kính AD. À thì mình xin lỗi, đường cao AD, BE, CF cắt nhau thành H. Chứng minh rằng tứ giác CEHD nội tiếp. Câu B là điểm B, điểm C, điểm E, điểm F cùng thuộc một đường tròn. Tứ giác nội tiếp là khuyên tam giác nội tiếp đường tròn là tam giác có ba đỉnh thuộc đường gì? Đường tròn. Vậy thì mình phải chấm ba đỉnh thuộc đường tròn này. Đó. Ta nối vô thì mới đeo tam giác được. Rồi điền tên tam giác ABC vào. Đây là đỉnh O. Rồi chú ý này, không được vẽ tam giác đặc biệt nha các em. Không được vẽ tam giác gì đây? Vuông, cân mà chỉ vẽ tam giác nhọn thôi, không được vẽ cái tam giác đường trường hợp đặc biệt là cái cạnh này đi qua tâm O nhé. Em nhớ trường hợp này. Đường cao AD, em vẽ đường cao thôi. Câu A yêu cầu chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp. Bây giờ tô màu nó đã. C, E, H, D. Rồi, tứ giác màu xanh. Đó, bây giờ các bạn phải ngược. Bây giờ theo các bạn này, thứ nhất này, cách thứ nhất là mình chọn hai đỉnh đối nhau. Cách thứ hai là mình chọn hai đỉnh kề gì? Nhớ lưu ý, khi chọn cách thứ hai đỉnh kề nhau phải nối hai đường chéo của tứ giác vào. Vậy thì cái chỗ này là chưa nối đường chéo thứ hai đúng không? Nhưng bây giờ mình xem mình chọn cách là chứng minh này. Để chứng minh tứ giác này nội tiếp, chúng ta chứng minh tổng hai góc đối 180 độ. Lý do tại sao tôi chứng minh tổng hai góc đối? Vì tôi phát hiện ra này, tứ giác cứ có một góc vuông là mình chơi cách một rồi là ok đúng không? Bây giờ mình sẽ chọn hai góc nào đối đây, rồi E góc D. Vậy tức là tôi sẽ chứng minh góc E cộng góc D bao nhiêu độ, tức là bằng 180 độ đúng không? Thì tôi sẽ suy ra tứ giác này nội gì, nội tiếp. Mà bây giờ để chứng minh góc E cộng góc D bằng 90 độ, tức là tôi phải chỉ ra được góc D bằng bao nhiêu độ. Góc D ở trong hình vẽ mình thấy rồi, bao nhiêu độ? Góc E bằng bao nhiêu độ? Và bây giờ tôi để chỉ ra thằng này 90 độ thì tôi phải nhờ tính chất của đề cho, nhờ giả thiết cho đúng không? Em quan sát giả thiết cho gì rồi? AD, BE, CF là đường cao đúng không? Đường cao tức là vuông góc, vậy tức là AD vuông góc bằng nào đây? Có phải vuông góc thì để ra có vuông không? Rồi, cái góc này E 90 độ lý do BE vuông góc AC, vậy là hết cần giải thích đúng không? Vì ở đây đã
kết thúc ở giả gì rồi, giả thiết đã cho rồi, vậy là không cần giải thích nữa, nó là kết thúc sơ đồ. Bây giờ tôi sẽ chọn cách số 1. Bây giờ tôi trình bày như sau, em xem đây. Ta có này, các bạn thấy này, mình xét tứ giác con đi, đi nhưng mà nhé, xét tứ giác C, E, H, D ta có. Rồi bây giờ ta có này, góc. Mấy em nhớ này, góc phải ghi bằng ba chữ cái nhé. H, D, C bằng bao nhiêu độ? 90 độ. Giải thích luôn nhé. Vì AD vuông góc với gì? BC. Giả thiết ta cho rồi, đúng không? Rồi tiếp theo, góc gì đây? H, E, C bao nhiêu độ? 90 độ. Lý do BE vuông góc cái gì đây? AC. Giả thiết ta cho. Rồi từ đây mình suy ra điều gì? Suy ra tổng hai góc này cộng nhau bao nhiêu độ? HEC bao nhiêu độ các em? Là 90 cộng 90 độ, tức là bằng 180 độ, đúng không? Và hai góc mà có tổng, hai góc đối nha, tổng 180 độ thì suy ra tứ giác này nội gì? Tiếp, suy ra tứ giác A nói tứ giác CE H D nội tiếp. Em thấy này, tứ giác màu xanh này nội tiếp đúng không? Thì chắc chắn sẽ có một đường tròn đi qua mấy đỉnh? Bốn đỉnh đúng không? Bây giờ đường tròn, tâm của đường tròn nó nằm ở đâu? Đấy, đây là nó nằm ở trung điểm của cạnh nào biết đâu? HC. Đó thì dựng trung điểm HC nhé, thì vẽ cái đường tròn các bạn thấy. Còn thấy chưa? Nó sẽ có một cái đường tròn đó. Nhưng mà một tứ giác nội tiếp thì chắc chắn sẽ tồn tại một đường tròn. Cứ một tứ giác như vậy sẽ có một đường tròn. Nếu em vẽ tất cả các đường tròn nó ra sẽ làm khối hình. Nên là chúng ta đường tròn này chúng ta nên ẩn đi, tại vì chúng ta không nên để. Câu B. Câu B chứng minh bốn điểm này B, C, E, F cùng thuộc một đường tròn, tức là chúng ta đi chứng minh một tứ giác nội tiếp. Tứ giác nào nội tiếp? Ta đi chứng minh tứ giác nào nội tiếp là sao? Vậy là B, F, E gì? C nội tiếp. Đấy, giờ thì nối vô. Tô màu. BF, EC nội tiếp. Vậy để chứng minh tứ giác này nội tiếp đúng không? Chúng ta phải chọn cách được. Bây giờ chọn cách nào đây? Cách thứ nhất chọn hai đỉnh đối nhau, cách thứ hai chọn hai đỉnh kề nhau. Theo bọn em chọn cách nào? Đúng không? Bây giờ mình chỉ viết sơ đồ cho các bạn nhé. Các bạn thấy này, để chứng minh tứ giác này nội tiếp, à bốn điểm là đường tròn, ta chứng minh tứ giác B, F, E, C nội gì? Nội tiếp. Để chứng minh tứ giác này nội tiếp, chúng ta chọn cách thứ hai, đó là chọn hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh. Bây giờ mình chọn hai đỉnh kề nhau là cạnh nào? Đỉnh gì đây? Đỉnh F và đỉnh gì? E. Cùng nhìn cạnh nào? Cùng nhìn cạnh B gì? BC, dưới hai góc bằng nhau đúng không? Vậy tức là chúng ta đi chứng minh góc nào? B, F, C bằng góc nào? B, E, C. Rồi để chứng minh hai góc này bằng nhau, em thấy này, chúng ta thấy hai góc này phải cùng số đo. BFC bao nhiêu độ? Rồi BEC bao nhiêu độ? Rồi em phải giải thích tại sao BFC bằng 90 độ. Vì BE vuông góc là gì? C. Còn cái này, để chị nói nha, cái này là B đổi nhé. Cái này 90, cái này F đi. Viết lộn bên này rồi. BCF nhé. BFC. Ok chưa? Vì cái này là BC gì rồi? CF vuông góc nào? AB mà tất cả này từ giả thiết đi ra rồi đúng không? Vậy là kết thúc. Rồi như sau. Giờ đầu tiên này, xét tứ giác. Xét tứ giác nhé. Đó là B, F, E, C. Rồi, yếu tố đầu tiên có góc B, F, C bao nhiêu trai? Lý do giải thích cho đồng hàng đúng không? CF vuông góc gì? AB, một cháu đã hoàn thành. Tiếp theo, BEC bằng bao nhiêu trai? Lý do
BE vuông góc BAC hai cháu hoàn thành, chốt suy ra hai góc này làm sao đó. Nhiều bạn nhầm lẫn là chúng ta cộng với nhau 180 độ nhé, là sai bét nhé. Suy ra BFC bằng cái gì? BEC nó bằng nhau vì cùng bằng bao nhiêu độ. Rồi suy ra tứ giác này nội tiếp luôn cho nhanh, tứ giác B F E C nội gì? Rồi nhiều bạn cẩn thận hơn là hai góc này cùng nhìn cạnh BC cũng được, thế nào không suy ra nội tiếp cũng được. Vậy là suy ra tứ giác nội tiếp là tứ giác có mấy đỉnh thuộc đường tròn, vậy là tức là suy ra B điểm F điểm E điểm C thuộc một đường gì? Một đường tròn. Xong đó, bài hai như sau này: cho đường tròn tâm O vào một điểm M nằm tròn ngoài đường tròn, từ M kẻ hai tiếp tuyến MA MB với đường tròn, chứng minh rằng tứ giác MAOB nội tiếp. Câu B, vẽ các tuyến MCD với đường tròn C nằm giữa M và D, gọi Y là trung điểm của CD, chứng minh rằng tứ giác MAIO nội tiếp. Từ đó suy ra 5 điểm MA Y. Em bổ sung cho thầy câu này là điểm B nhé, bổ sung thêm điểm B vào đây, MAIB nội tiếp và cùng thuộc một đường tròn đó, bổ sung cho thầy thiếu điểm B vào đấy nhé. Đây là MAIO nội tiếp, từ đó suy ra 5 điểm này: M điểm A điểm I điểm B và điểm O, bổ sung đến điểm cùng thuộc một đường tròn. Hỏi H là giao điểm của AB và MO, chứng minh rằng tứ giác CHOD nội tiếp. Rồi thì nhắc lại cách vẽ hai chữ tiếp khác nhau này: từ điểm M nằm ngoài đường tròn tâm O, em chấm nhá, chấm ngoài đây. Em muốn vẽ hai chữ tiếp khác nhau thì em vẽ một đường tròn đường kính là gì? Là MO đúng không? Nối MO vào. Sau đó em lấy trung điểm MO này. Rồi em vẽ một cái đường tròn đường kính MO này. Đó, nó sẽ cắt cái đường tròn này tại hai điểm và em xóa đường tròn này đi, em nối hai điểm nó vào đó thì nó ra hai cái tuyến cắt nhau. Và tiếp tuyến là để ra vuông góc nhé, nên các em ký hiệu vuông góc vào. Rồi đây là điểm A và điểm B. Các bạn chú ý bảng phải sửa câu B, A đó, chứng minh tứ giác MAOB nội tiếp đúng không? Thì chúng ta chọn cách một, chứng minh tổng hai góc đối 180 độ. Bây giờ đây này, xét tứ giác MAOB. Bây giờ mình liệt kê này, ta có góc MAO bao nhiêu độ? 90 độ. Nhưng ta phải giải thích này, cái quan trọng nhất ta phải giải thích tại sao. Vì MA là gì? Là tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì suy ra gì đây? Vuông góc. Vậy là MA vuông góc với gì đây? OA. Mà vuông góc mới có góc vuông nhé. Rồi tiếp tục, góc tiếp theo là góc MBO bao nhiêu độ? Rồi ta phải lý giải cho nó tại sao. Do MB là tiếp tuyến. Tiếp tuyến, mà tiếp tuyến thì đẻ ra gì? Vuông góc, tức là MB vuông góc cái gì đây? OB. Và đủ hai yếu tố rồi. Và mình chốt, mình chọn hai góc cộng đối nhau cộng này bao nhiêu độ. Vậy tức là góc MAO cộng góc bao nhiêu? MBO là lấy 90 cộng 90 tức là 180 gì? Mươi độ. Vậy từ đó suy ra tứ giác còn nội tiếp. Tứ giác MAOB nội gì? Nội tiếp. Hết. Em thấy này, tứ giác này nội tiếp đúng không? Tức là sẽ có một đường tròn đi qua mấy đỉnh? Bốn đỉnh thì vẽ đường tròn, các bạn thấy đường tròn này chính tâm nó nằm ở trung điểm của cạnh nào đây? Cạnh MO, có nhìn thấy chưa? Vậy em thấy không, nếu mà vẽ thêm đường tròn nữa, vẽ các tuyến MCD, các tuyến là đường thẳng cắt đường tròn tại mấy điểm? Hai điểm đúng không? Vậy là MC điểm đây, MCD tiếp theo này với điểm C nằm giữa M và D, vậy đâu là điểm C? Đây là chính là điểm gì? C đó. Và đây là điểm gì đây? D. Nhiều bạn này MCD này em vẽ ở dưới này cũng được đấy nha, có những bạn vẽ ở dưới này đều được hết nhé, em vẽ lên trên này cũng được luôn, tùy bọn em vẽ ở đâu cũng được.
Yeah. Bây giờ tiếp theo đó là gọi Y là trung điểm CD. Cái này bạn đã vẽ sai này. Trung điểm là chia đoạn thẳng thành mấy mặt bằng nhau. Y là trung điểm của CD, tức là chia đoạn CD thành hai phần bằng nhau. Nên em phải lấy thước đo nhé, đo xem CD bằng bao nhiêu lấy trung điểm này. Nhưng mà một cái mẹo này, các bạn chỉ cần dựng OI vuông góc với CD thì ra trung điểm ngay. Đây điểm Y này, dựng vuông góc Y nhé. Dựng vuông góc phải dựng như thế nào này? Em nhớ thầy này, nhớ lại đường kính đi qua trung điểm của dây cung thì sẽ vuông góc với dây cung đó, nhớ không? Vậy thì chắc chắn thằng này nó sẽ gì rồi? Vuông. Đấy chưa? Đó nha. Một số bạn vẽ ở dưới này cũng được nhé. Đây cũng đúng nha, một trên này cũng đúng luôn. Ý đầu tiên yêu cầu này, tứ giác MAIO nội tiếp đúng không? Bây giờ mình tô màu đấy. Màu vàng đi ha. Tứ giác này màu vàng, mình nội tiếp, em chọn cách mấy đây? Đó, mình xem mình nên chọn cách mấy. Câu này này, chứng minh tứ giác MAIO nội tiếp, chúng ta chọn cách số 2, chọn hai đỉnh kề nhau. Rồi trình bày này, xét tứ giác luôn. Tứ giác M A I O. Ta có này, thứ nhất là góc M A O bằng bao nhiêu độ? Rồi lý do. Lý do lúc nãy mình đã giải thích rồi đúng không? Mình đã giải thích cái góc này ở trên rồi đúng không? Mình ghi có thể ghi chứng minh trên cũng được. Đó. Tiếp tục. Góc M I O bao nhiêu độ? Giải thích cho nó vì vì này y là trung điểm của thằng nào, trung điểm của CD, giả thiết cho suy ra OI vuông góc với gì, với CD. Vậy từ đây suy ra hai góc nào bằng nhau, MAO bằng góc nào, MIO nó bằng nhau vì sao, thì cùng bằng bao nhiêu độ, 90 độ mà hai góc này bằng nhau thì suy ra tứ giác nào nội tiếp, M A I O nội gì, nội tiếp. Mà tứ giác nội tiếp là mục đích bốn điểm này sẽ thuộc một đường gì, đường tròn, thuộc một đường tròn đó, ok không? Rồi bây giờ tiếp tục ý sao. Em thấy ở câu A em chứng minh tứ giác là nội tiếp rồi, ta có này M M mà nha, M điểm A, điểm O, điểm B cũng thuộc một đường gì, đường tròn. Lý do nó tứ giác là nội tiếp, MA OB nội gì, nội tiếp, đã chứng minh rồi. Vậy từ đó suy ra năm điểm nào, M A I B O thuộc một đường tròn đó. Đấy, tức là một tứ giác nội tiếp thì suy ra bốn đỉnh thuộc đường tròn, em thấy không? Đỉnh M, đỉnh A, đỉnh Y, đỉnh O thuộc một đường tròn rồi. Tương tự như vậy M A O này mà B nó lại thuộc một đường tròn nữa đúng không? Thì kéo theo 5 điểm này thuộc một đường tròn. Bây giờ này vẽ hình các bạn thấy được này. Đây. Em thấy là tứ giác M A B nội tiếp, cái đường tròn nó nằm đây này. Trung điểm của gạch MO, em thấy chưa? Cái đường tròn thứ hai cũng là trung điểm gạch MO. Nên là 5 điểm này cùng thuộc một đường tròn có đường kính chính là M gì? MO. Câu C là gọi H là giao điểm của AB và OM. Em nối vô, nối hình vô nhé. AB với OM giao nhau tại H. Rồi, chứng minh tứ giác CHOD nối tứ giác vào đây. CHOD nhé, nội tiếp. Giờ thầy tô màu nhé. Rồi tô màu. Rồi thầy đánh số góc nha.
Rồi câu này. Rồi này, để chứng minh tứ giác CHOD nổi tiếp, tôi chỉ chọn cách số 3. Cách số 3 là chứng minh góc ngoài và góc đối trong. Bây giờ thầy sẽ chọn góc ngoài này, đó là góc góc tại đỉnh H nhé. Tức là thầy chứng minh góc H1 bằng góc nào? Bằng góc D1. Để chứng minh hai góc này bằng nhau thì chúng ta sử dụng về đưa về dạng toán chứng minh hai góc bằng nhau, đó là chúng ta dùng tam giác đồng dạng. Và thầy sẽ chứng minh tam giác nào MCH đồng dạng với tam giác MOD. Đồng dạng theo trường hợp nào? Theo trường hợp cạnh góc cạnh mới được, chứ góc góc không được, cạnh góc cạnh. Để chứng minh hai thằng này đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh, các em nhớ thầy này. Chúng ta đoán góc thì chúng ta suy ra tỷ lệ, chúng ta sẽ đoán góc M là góc gì rồi? Góc chung đúng không? Vậy chúng ta chỉ cần tỷ lệ là gì thôi? MC trên MO bằng, đọc từ đỉnh M đi ra nhé, đọc từ đỉnh M này đi ra. MC trên MO bằng gì đây? MH trên M gì? MD. Đó là cái chiêu một cạnh góc cạnh đó. Rồi bây giờ để chứng minh này mình nhân chéo đi. MC nhân MD bằng MH nhân M gì đây? MO. Mà để chứng minh đẳng thức này chúng ta sử dụng kỹ thuật, đó là kỹ thuật đi cầu. Đi cầu qua hệ thức lượng, nhớ không? Nhớ. Người ta có này, MC nhân MD sẽ bằng gì biết đâu? MH nhân MO chính là MA mũ mấy? MA mũ 2. Vậy là MH nhân MO chứng minh bằng MA mũ mấy là xong? MA mũ 2. Đó. Và bây giờ chúng ta muốn chứng minh MC nhân MD này. MC nhân MD nhé, bằng MA mũ 2 thì chúng ta phải xét tam giác đồng dạng. Đây. Nối tam giác này mà nhé. Đó. Chúng ta chứng minh tam giác đồng dạng này, chứng minh tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDC. MD này là xong nhé. Vậy đây, quay lại bài toán. Thì nối thêm hai cái đường này vô lại. Thêm đường nhé. Rồi, bây giờ mình viết tiếp sơ đồ. Để chứng minh MC nhân MD bằng bao nhiêu? MA mũ mấy? M2. Ta học cái này rồi, ta sẽ chứng minh sử dụng tam giác đồng dạng tiếp. Muốn chứng minh tỷ số này, ta viết ngược tỷ số lại. MD hay MA hay M gì? MC. Tức là ta đi chứng minh tam giác nào? Tam giác MAC đồng dạng với tam giác MDA theo trường hợp góc góc nha. Rồi góc góc là như thế nào? Em thấy này, góc nào chung? M góc chung đúng không? Thêm một cặp góc bằng nhau nữa là góc nào biết đâu? Góc A1 này sẽ bằng góc gì? D1. Đây chính là hệ quả góc tạo bởi tiêu tuyến và dây cung đó. A1 bằng mấy góc D1. Rồi cái này hệ quả nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chứng minh MH nhân MO bằng MA mũ mấy? MA mũ 2. Vậy tức là đây em đã áp dụng hệ thức lượng tam giác nào rồi? Đây chính là hệ thức lượng cho tam giác nào? MAO. MAO vuông tại đâu? Vuông tại A. Rồi đường cao là thằng nào? Đường cao là A gì? AH. Vậy muốn chứng minh thằng này là đường cao, em phải chứng minh AH vuông góc là thằng nào? MO. Và cái điều này chúng ta học rồi. Muốn chứng minh AH vuông góc với MO là chúng ta chỉ cần chứng minh MO là đường trung trực của A gì? AB. Đây là mô hình hai tiết tuyến cắt nhau, chúng ta đã làm rồi. Rồi bài 3 như sau này, cho 4 điểm A, B, C, D theo thứ tự lần lượt nằm trên nửa đường tròn đường kính AD. Gọi E là giao điểm của AC và BD, kẻ EF vuông góc với AD, F thuộc AD, chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp. Kẻ EF vuông góc AD nhá, nhớ gióng thước cho đúng nhé em, vuông góc này. EF vuông góc với AD. Điểm này điểm F này. Rồi, chứng minh rằng tứ giác ABEF nội tiếp, ABEF nội tiếp, các em nối tứ giác vào nhé.
Rồi thầy sẽ tô màu. Trình bày thôi, cách chọn cách số 1. Xét tứ giác này. A, B, E, F. Cách 1 là tổng hai góc đối 180, bây giờ góc đầu tiên trước, E, F, A bao nhiêu độ? Bây giờ tôi phải giải thích cho nó tại sao nó bằng 90 độ này, cái quan trọng nhất là giải thích. Do EF vuông góc đằng nào? AD, giả thiết đã cho chưa? Rồi, xong, được một ý. Góc tiếp theo. Góc A, B, E bằng bao nhiêu độ? Rồi, bây giờ cái công cuộc giải thích góc này. Chúng ta sử dụng hệ quả của góc nội tiếp. Nghe không? Do là góc A, B, D bao nhiêu độ? 90 độ. Đây là góc nội tiếp đặc biệt đúng không? Góc nội tiếp chẵn ở được gì? Và đây chính là hệ quả của góc rồi đây. Góc nội gì? Nội tiếp. Đó. Vậy là chúng ta đã suy ra được hai góc 90 độ rồi, chốt. Suy ra góc EFA cộng với góc nào? ABE bằng bao nhiêu độ? 180 độ. Vậy là hai góc đối cộng nhau 180 chưa? Rồi thì chốt được tứ giác này làm sao? A, B, E, F. Nội tiếp. Rồi, kết thúc.